Thánh Luân xin kính chào quý khách. Vâng, xuất hiện trên màn hình quý khách đang thấy đây là bộ sập thờ Mai Điểu bằng chất liệu gỗ gụ và bộ cuốn thư cấu đối bằng chất liệu gỗ hương đá. Hai bộ sản phẩm trên được đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho hai khách hàng. Vâng, xin thưa quý khách, đây là chiếc sập thờ Mai Điểu bằng chất liệu gỗ gụ, hàng siêu VIP, chân 26, dạ tiền dày 10, kích thước 2m17, sâu 1m27, làm nhị cấp các bạn. Chiếc sập thờ này được Thánh Luân làm theo đơn đặt hàng của anh Đảm đến từ tiên nữ Hương Yên. Anh đã đặt hàng cơ sở của Thánh Luân tôi. Hôm trước anh đã về trực tiếp tại cơ sở để ký nhận và đặt chiếc sập này. Và cùng với đó là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ hương đá. Bộ cuốn thư câu đối này của một anh khách hàng, anh Lợi đến từ Tuyên Quang, thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, về trực tiếp cơ sở Thánh Luân để mua bộ sản phẩm trên. Vâng, và sau đây xin quý khách bớt ra khoảng vài phút để cùng chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của bộ nội thất phòng thờ trên. Trước tiên chúng tôi sẽ giới thiệu bộ cuốn thư câu đối. Bộ cuốn thư câu đối được làm một chất liệu gỗ hương đá có kích thước 1m97, rộng 90 và dày 5 phân, hàng là hàng dày nguyên khối các bác nhá. Chúng tôi xin giới thiệu các bác sản phẩm của Thánh Luân tôi là hàng VIP, nó khác biệt hoàn toàn so với hàng thị trường. Sản phẩm của Thánh Luân tôi là một tấm ván từ đây xuống đến đây là liền một tấm. Ở anh Lợi thì anh đã đi tìm hiểu rất nhiều các đơn vị rồi, anh đã tìm hiểu các đơn vị giá 13 triệu, 15, 17 triệu một bộ. Đấy, thì cuối cùng là anh đến với cơ sở đồ gỗ Thánh Luân tôi, anh chốt bộ này với giá 26 triệu các bạn, đắt một gấp đôi luôn. Những người người ta hiểu biết, những người người ta biết nhìn nhận, biết đánh giá và so sánh sản phẩm, họ sẵn sàng xuống tiền để chơi hàng VIP. Còn các bác mà khi mua hàng ấy, cứ để ý khách hàng ở trên các trang mạng xã hội họ quảng cáo thì vài hơn chục triệu bộ cuốn thư câu đối, thì xin thưa các bác là riêng hơn chục triệu chúng tôi không đủ tiền mua gỗ bộ này. Nên các bác mua hàng phải hết sức lưu ý và để ý mua hàng, phải đừng để mua phải hàng kém chất lượng. Đặt cuốn thư câu đối ở giữa chúng tôi là đục ba chữ Đức Lưu Quang, và toàn bộ phần gấm và tất cả các nét chi tiết được đục thủ công bằng tay hết các bác nhá, đục tay hết 100% đục thủ công bằng tay. Và câu đối một bên là tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, bên tử hiếu Tôn Hiền và Đại Vinh. Tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, tổ tiên tích đức thì muôn đời thịnh. Một bên là con cháu tử hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, tức là con cháu Thảo Hiền thì vạn đời vinh quang các bác nhá. Rất đẹp, rất đẳng cấp. Và tiếp nữa là chiếc sập thờ này, sập thờ Mai Điểu này, dạ này dày 10 phân, dạ tiền và dạ ngang đều dày 10 phân, toàn bộ đường nét được đục công bằng tay, đục kênh bong luôn, đục tầng tầng lớp lớp. Và giá đây là giá rất chi bình dân, hàng VIP nhưng mà giá bình dân các bác. Đấy, các bác là quan tâm hãy book trực tiếp cho cơ sở của đồ gỗ Thánh Luân em để được bên em tư vấn các bác nhé. Chiếc sập thờ này là chiều sâu 1m27, có cấp trên nhị cấp, tức là có thêm một cấp trên. Đấy, các bác đang thấy đây. Đấy, ván mặt này dày 2 phân, cái dạ hồi này cũng vậy, cái dạ hồi này cũng là dày 10 phân hết các bác nhé. Dạ hồi này, dạ gọi là dạ ngang này cũng là dày 12 phân. Đấy, chân vuông 26 phân. Sản phẩm này của cơ sở đồ gỗ Thánh Luân đã hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng các bác. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ inbox trực tiếp cho cơ sở em, và liên hệ vào cơ sở đồ gỗ Thánh Luân. Vâng, mọi người đừng quên đăng ký follow kênh của đồ gỗ Thánh Luân để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.